áo thầy nè. Rồi cái áo thầy nhiều màu ghê luôn. À dạ, áo nhớp. Trời ơi. Hôi đứng xe ra. Hôi mà là xe kia. Dạ. Quát đi. Nhiều ngày rồi vẫn chịu rồi, người nó hôi rồi. Dạ. Nó hôi hát. Cuộc công tác trẻ thì đâu lâu rồi, có không sắm nữa. Cô có mời thầy đi ngồi vô uống nước rồi mình nói chuyện. À, sớm con vào đây, đủ rồi, hồi cho con xin dạ. Cái nước rồi. Ở thầy, cái này là cái gì, sao thầy không mấy cái bát mà thấy cái này? À, cái này để con đi xin cơm á. À, cái này người ta bỏ cơm đây. À, dạ. Còn cái này? Cái này là khi vải con nhặt được để con mê áo. À, vải, con... vải đây là nhặt được để mình mê áo. À, dạ, con còn chưa, ở đây, con chưa kịp may. Còn ở đây xin cơm hả? À, dạ. Trời ơi. Cơm với cái nước ấy thôi. Cái này thì con nhặt được cái thục họ mới có. À, sắp đồ con đấy, trong này mấy cái vải với này kia, cái cây với này dâu lam với này như đồ bánh chai ấy. Ở đây là cái túi, cái đồ của con nhiều khi đi trên đường họ tưởng tiền, nhưng mà thực tế không có. Khi anh này hôm bữa anh cho cái kéo dâu lam với kim chỉ đây, cái cào râu á. Vâng. Đấy. Rồi cái này thì cái kéo bấm chỉ, kéo để cắt khi y gách á, để mình cắt thì may. Áo cà da bằng vải mụn này thì nó không có cái gì quý giá cả. Giờ ra ngoài đường ai muốn lấy thì cho họ lấy cũng được. Tại vì lấy hết cái này thì con lại nhặt cái khác. Con lại may cái khác thì rất là nhiều. Nên là con cũng không phải lo mà nó cũng không có quý giá gì cả. Toàn vải hôi với này vải bẩn không có ai thèm lấy nữa. Ma chê quỷ hờ đấy rồi con bán. Nên là con là mặc như thế thì con thấy an toàn hơn. Chứ mà cái đồ vàng nhiều khi người ta tưởng là đắt tiền người ta cướp nữa. Nên là cái đồ này thì cho họ cướp thời vãi. Cùng này là như thế nào? Cái này là cái hộp sơn con nhặt được ở giữa chỗ nghĩa địa để con đi đựng cái nước với lại đựng cái thức ăn xin cơm. Trước các con cũng có cái bình bát, nhưng mà cái bình bát đó thì người ta có thể lấy được. Cái này thì nó nhiều. Họ mà lấy cái này thì con có cái khác, con này nhặt được cái khác hoặc là con xin cái khác thì họ rất là sẵn. Nhưng mà cái bình bát hay là cái gì thì con không cần biết, nhưng mà chủ yếu là ở cái tâm mình. Sư có một cái nhíp á sư, vậy thì cái nhíp á sư để làm gì vậy ha sư? Sư có thể chia sẻ giúp con hen. Cái này có nhiều tác dụng, con có thể là nhổ gai hay là nhổ râu hay là làm móc móc tai chẳng hạn. Nhổ lông mũi, nhiều thứ lắm. Có thể là thuận tiện ở trên đường cho mình sử dụng. Đi mà gặp dẫm cái gai mình có thể gấp ra được. Nó cũng không có cái gì cả. Con sinh con là nhỏ bé một người. Con không phải là sư, không phải là thầy gì cả. Con là một người bình thường, người công dân Việt Nam đi học theo lời dạy Đức Thế Tôn thôi. Với lại con cũng cầu mong rằng con mong cho kêu như anh là con cũng mong cho anh sau này thành Phật. Rồi để được con kêu là con, để con đi theo con học. Tại vì sống ở trong này, bây giờ con tu hành. Có khả năng là anh chưa tu hành, nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm hơn cũng nên. Nên là cái đó chuyện kêu đấy là nó không có ảnh hưởng gì cả. Nó không có việc gì, nhưng mà cái đấy là cũng một lời mong muốn anh có thể là đạt được cái sự xứng đáng để cái phong được thành Phật hay là thành một vị sư, vị thầy giỏi hơn con, để xứng đáng con được đi theo để con học. Ai mà cũng được như thế thì rất là tốt. Mình làm sao mà mình sống đừng có hổ thẹn với lương tâm, với lại đừng có hại ai cả. Sống hiền thiện là được rồi, đừng có lừa đảo. Khen có, họ chê có, họ chửi có, họ nói có, nói chung là đủ thứ à. Là họ khen có, họ chê có, họ chửi là cũng có ha. Họ chửi cũng có, họ nạt nộ đòi bắt cũng có. Nói chung là ở trên đời này thì cái nào cũng có, con cũng gặp qua cả. Nhưng mà mình, cho dù họ có nói gì, nhưng mà mình vẫn mỉm cười, mình vẫn mong cho họ sống được hạnh phúc, vui vẻ. Tại vì trong Kinh Đức Thế Tôn cũng nói thế mà. Ngài nói là đây là nghề hèn hạ nhất, thấp kém nhất, đáng được nguyền rủa nhất. Ông với cái bát trên tay, chạy chỗ này, chạy chỗ kia để đi xin ăn. Mình không phải là không kiếm được mà ăn. Mình cũng không phải là không có trí tuệ để làm mà ăn. Nhưng mà mình về theo cái lời Phật dạy, cái mục đích, lý tưởng Phật dạy để có cái trí huệ để giải thoát thôi. Chứ cũng vẫn biết là nó là nghề hèn hạ, nhưng mà mình vẫn chấp nhận.
mình vẫn học tập, mình không có sợ xấu hổ hay là cái gì cả, mình vẫn can đảm, mình ôm bát, mình đi khất thực được, kể cả họ đánh đập, họ chửi mắng. Mình vẫn đi, mình vẫn kiên trì thì mình chắc mình chạy thoát được. Chạy thoát khổ là tốt rồi. Thời cho